Chào các em, thầy hướng dẫn các em giải nứt tiếp theo của khối 8 ha. Bài thi số 1. Thầy cũng đã ra khóa học V83 để hỗ trợ cho các em thi huyện và thi tỉnh. Các em hãy đăng ký nếu thích ha. Các em đăng ký lúc nào cũng được, sẽ được học lại từ đầu và đầy đủ các bài giảng nha. Chứ không phải là thầy đăng ký ngày này, thầy mở ngày này là các em thấy trễ rồi các em không có đăng ký. Không phải đâu, đăng ký lúc nào cũng được, muộn cỡ nào cũng được, các em đều được học lại từ đầu và đầy đủ các bài giảng. Nít số 3, các em rút x ra, còn y cộng z, mà y cộng z là bằng 45, vậy x sẽ bằng 135 chia 45 là bằng 3. Bài này m sẽ bằng trừ 3. Em cứ thử lại đi. M bằng trừ 3 thì hai dấu trừ sẽ thành dấu cộng, là thành 4x cộng 3y, tất cả bình là phá ra bằng này. Cái này rút gọn sẽ ra âm 1. Dùng Pythagore tính cạnh BC các em ra 8, 6 x 8 sẽ ra 48. Diện tích hình chữ nhật là 48. Cái này các em rút gọn hết, nó sẽ ra x bình phương. X bình phương như vậy a phải bằng 0, thì nó cộng lại nó mới ra x bình phương. Diện tích hình thoi là 216, một đường chéo là 18. Như vậy là các em lấy 216 nhân đôi và chia cho 18 là bằng 24. Vậy là đường chéo là 24, đường chéo còn lại là 24. Thử lại coi, 24 nhân 18 là tích hai đường chéo đó, chia đôi đúng bằng 216 luôn. Vậy một đường chéo là 24, một đường chéo là 18. Như vậy nửa đường chéo sẽ là 12 và nửa đường chéo sẽ là 9. Rồi dùng Pythagore 12 bình cộng 9 bình lấy căn, vậy ra cạnh thôi là 15 em. Dùng Pythagore đó, cái này ở nít số 2 thầy giải rồi, x ra 16. Các em coi lại nít số 2, vẽ hình, vẽ hình cho hình thang vuông. Thầy vẽ hình thang vuông, có góc C 45. 45. Đây. Hình thang có tên ABCD. Rồi AB thì bằng 3. CD bằng 7. AB bằng 3, CD bằng 7. Rồi góc 45 độ. Từ B các em kẻ vuông góc xuống, thì đặt tên cái điểm giao với DC là E. Thì các em sẽ thấy là tam giác BEC là vuông cân, đúng không? Tam giác nó vuông cân ha. Giờ hình ABED là hình chữ nhật, ba góc vuông mà. ABED là hình chữ nhật, như vậy là DE cũng bằng 3. Cả cái cạnh DC bằng 7, mà DE bằng 3, như vậy EC là bằng 4. EC bằng 4 thì BEC là tam giác vuông cân, thì BE cũng bằng 4. BE bằng 4 thì AD cũng bằng 4 luôn. Diện tích sẽ bằng đáy bé cộng đáy lớn nhân chiều cao chia đôi. 3 cộng 7 là 10. 10 x 4 là 40. 40 chia đôi là 20. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này sẽ bằng 3/4. Bằng 3/4 các em nhé. Ở nít 1 thầy giải rồi hay sao? Còn nếu mà sợ chưa giải thì thầy giải lại một lần nữa. Biểu thức quy sẽ bằng, thầy nhân cả tử và mẫu cho 4. Vậy ở trên tử sẽ là 4x bằng 4x
bình cộng boost cộng 1. Boost bình cộng boost cộng 4. Còn ở dưới là x cộng 1 tất cả bình để dành đó. Rồi ở trên thầy tách ra là thành ở dưới cũng phải nhân 4 chứ thì nó mới bằng như cũ. Rồi ở trên thì tách ra thành 3x bình rồi cộng cho 6x cộng 3. Cái mẫu thì để nguyên. Giờ thầy đang phá vỡ cân bằng của cái tử so với cái tử cũ. Giờ thầy sẽ cộng x bình để bằng như cũ nè. 3x bình cộng x bình là bằng 4x bình. Rồi 6x thầy phải trừ với 2x. 6x trừ 2x thì nó mới bằng 4x như cũ. Rồi 4 thì tách ra thành 3 cộng 1 thì nó mới bằng như cũ. Đó. Tới đây thầy tách cái phương thức này ra, hoặc là từ từ rồi tách. Ở trên tử thầy rút 3 ra ở trong khoảng x bình cộng 2x cộng 1 rồi cộng cho x bình trừ 2x cộng 1. Rồi ở dưới mẫu thầy để nguyên sang nguyên như vậy. Tiếp tục thầy tách ra thành hai phương thức cộng với nhau. Phương thức thứ nhất là cái này. Phương thức thứ hai là cái mục đơn thứ hai. Đó, vậy thôi. Bây giờ cái tử này nè, nó sẽ biến thành 3 nhân x cộng 1 tất cả bình. Đúng chưa? Còn cái tử bên này sẽ biến thành là x trừ 1 tất cả bình. Tiếp tục biến đổi một bước nữa. Phương thức thứ nhất là bằng 3/4. Phương thức thứ hai là để nguyên. Các em thấy cái phân thức màu xanh nè, thầy đang tô màu xanh đó là nó lớn hơn bằng 0. Cái tử là bình phương là lớn bằng 0, còn cái mẫu thì dương à. Cái mẫu thì khác không ha. Như vậy là cái màu xanh này lớn hơn bằng 0 cộng với 3/4 thì nó sẽ lớn hơn bằng 3/4. Giá trị nhỏ nhất là 3/4 đạt được khi x bằng 1. Cái này thầy giải ở nít số 1 rồi. Các em ha. Giải nít số 1. Các em quay lại nít số 1 coi đáp án. Coi cách giải luôn. Cách giải kỹ càng tường tận. Đáp án là 150. Các em quay lại coi ha. Cách giải. Một hình thoi có hai đường chéo là 15 và 20 thì diện tích là 150. Tự tính đi. Hình chữ nhật ABCD. Vẽ hình các em ABCD. Có diện tích có AD bằng 7, diện tích 35. ABCD có AD bằng 7, diện tích 35. Như vậy là kích thước còn lại là 5. Dùng Pythagore, các em sẽ tính được đường chéo là 49 cộng 25 căn 74. Đây các em. Hình vuông có diện tích 64 thì độ dài là cạnh là 8. Hỏi dễ quá. Hình chữ nhật. Cái này thầy giải nít 1 rồi, các em tự coi lại. PQRS. PQS là 5X. PQRS có đường chéo là PR. PQS là 5X. PQS là 5X. RQS 4X. RQS 4X. Như vậy là 9X. Vậy X sẽ bằng 10. X sẽ bằng 10. X bằng 10 độ. 5x cộng 4x là bằng 9, 9x, mà 9x là góc vuông thì x sẽ bằng 10 độ. QSR. QSR là bằng 5x góc xoay trong. QSR là bằng với 5x góc xoay trong nha, vậy là 50 độ. Vẽ hình ra các em thấy liền à. Một đa giác có tổng cái góc trong gấp đôi tổng cái góc ngoài. Thì cái này ở nít 2 cũng giải rồi, mà nít 1 cũng giải bài tương tự rồi. Số cạnh của đa giác đó thì gọi là N. Thì tổng số đo các góc
trong là n trừ 2 nhân cho 1.8. Cái này em coi lại khoa học V82 nha, thầy dạy rất kỹ. Còn tổng các góc ngoài bao giờ cũng bằng 360, mà gấp đôi như vậy tức là 2 nhân 360. Rồi em tính n đi, 2 nhân 360 chia cho 180 rồi cộng cho 2, vậy n bằng 6. Số cạnh là bằng 6, lục giác. Phương trình có nghiệm bằng 1 thì em thay chữ x bằng số 1. Thay chữ x bằng số 1 rồi ta sẽ được một công thức chỉ còn chữ m thôi. 2 nhân m nhân 1 là 2m cộng 1. Cộng 1 trừ m nhân 1 là 1 trừ m cộng 2 bằng 0. Vậy là 2m trừ m là m, m sẽ bằng trừ 4 các em nhé. Tự giải đi. Tức 3 phương thức này sẽ bằng y trên z mũ 3. Đó là đáp án. Ở nít 2 thì giải rồi. Tổng hai phương thức này sẽ bằng 1 trừ x cộng cho 1 cộng x trên x mũ 3 cộng 1 là thành 2 trên x mũ 3 cộng 1. Đây. Quy đồng cộng tử dương mẫu thôi. Tổng bình phương này các em, mình học rồi. Ba cái bình phương cộng lại bằng 0 thì từng cái phải bằng 0. Vậy x sẽ bằng 2, y sẽ bằng 3 và z sẽ bằng 5. 2 cộng 3 cộng 5 là bằng 10. Hình như cái vòng này đắp dế này dễ ha. Một hình thang cân có hai đường chéo vuông góc và một đường chéo bằng 10. Thì cái này mình giải ở trong khóa học V82 rồi. Giờ thầy giải lại một lần nữa cho các em coi ha. Hình thang cân có hai đường chéo vuông góc thầy vẽ hình thang cân có hai đường chéo vuông góc hai đường chéo vuông góc ha. Rồi nhìn có vẻ vuông góc rồi nè, thì góc này vuông. Rồi hình thang này thì đặt tên là ABCD, hai đường chéo vuông góc và bằng nhau luôn các em. Hình thang cân hai đường chéo bằng nhau, một đường chéo bằng 10 thì đường chéo còn lại cũng bằng 10 thôi. Bên này 10 thì bên này cũng 10 nè. Rồi bây giờ thầy B cái AC này qua đây. Từ B thầy kẻ một đường song song với lại AC, cắt DC kéo dài ở E. Rồi F đi. Như vậy là song song BF song song AC theo cách vẽ AB song song với CF vì là hình thang. Vậy hình này là bình hành. Hình bình hành thì hai cạnh đối bằng nhau. Vậy thì B số 10 qua bên này được rồi. Đúng không? Và đồng thời ở đây vuông góc thì ở phía trên cũng vuông góc. Hai đường song song mà thì vuông góc ở dưới thì cũng vuông góc ở trên. Vậy các em sẽ tính được diện tích của tam giác DBF. Diện tích tam giác DBF là bằng 10 x 10 chia đôi là bằng 50 đó. 10 x 10 là 100. 100 chia đôi là 50 ha. Rồi giờ các em sẽ chứng minh được diện tích tam giác DAB sẽ bằng diện tích tam giác BCF nha. Hai tam giác này có đáy AB bằng đáy CF, cạnh đối bình hành mà. Rồi đường cao của tam giác tím với lại tam giác vàng là bằng nhau. Đường cao nó đều là khoảng cách giữa hai cái đáy song song này. Nó là đường cao của tam giác màu tím mà cũng là đường cao của tam giác màu vàng luôn. Vậy là đáy bằng nhau mà đường cao như nhau, vậy diện tích hai tam giác này bằng nhau nè. Vậy bây giờ các em thấy diện tích hình thang ABCD là bằng cái phần tím cộng phần trắng, mà phần trắng lại bằng phần vàng về diện tích.
Như vậy diện tích hình thang ABCD chính là bằng phần trắng cộng với phần vàng. Mà phần trắng cộng với phần vàng chính là diện tích tam giác BDF. Mà tam giác BDF thì mình lấy 10 nhân 10 cạnh góc vuông nhân nhau chia đôi. 10 nhân 10 chia đôi là 100, chia đôi là thành 50. Đáp án này nè. Các em ngẫm nghĩ tới, ngẫm nghĩ lui đi nha. Hoặc là coi lại khóa học V82. Đó là bài mẫu của V82 luôn. Bài thi số 3. Hy vọng là nó dễ. Đề khó quá nhỉ. Con chó. Các em vẽ hình nhanh. ABC. Vẽ hình đi. AB bằng 10, AC bằng 10, BC bằng 16. Vậy vẽ đôi BC ra là bằng 8 với 8. Kẻ đường cao AH xuống. HB bằng 8, HC bằng 8. Lấy D đối xứng với A qua. Lấy D đối xứng C qua A. D đối xứng C qua A. Như vậy diện tích tam giác BCD sẽ gấp đôi diện tích tam giác ABC theo bài toán chia bánh nha. Các em ngẫm nghĩ từng lời thầy giảng, bài nào khó thầy mới vẽ hình. Các em tính diện tích tam giác ABC bằng cách kẻ đường cao AH này. AH dùng Pythagore, các em sẽ tính AH ra 6. Như vậy diện tích tam giác ABC sẽ bằng 6 nhân cho 16 chia đôi. 6 nhân 16 chia đôi là bằng 48. Rồi theo bài toán chia bánh thì diện tích tam giác BCD là gấp đôi diện tích tam giác ABC là 48 nhân 2 là bằng 96 các em nhé. Bài này dễ, thầy không có giải tường tận. Các em tự giải quyết đi. Cái này hình như giải ở nick số 1 rồi hay sao? Các em quy đồng cái bên phải á, quy đồng cộng tử dư mẫu bên phải thì bên phải nó sẽ ra cái gì? Thầy nhẩm nhẩm nhanh cho các em luôn nè. Thầy làm việc với vế phải thôi. Bên phải là A nhân x cộng 3 rồi cộng cho B nhân x cộng 2. Còn mẫu là x cộng 2 nhân x cộng 3 ha. Rồi ở tử nó sẽ là gì? AX cộng BX là thầy rút X ra làm nhân tử chung luôn, là thành A cộng BX. Rồi còn lại là 3A cộng 2B. Đó. Bên phải sau khi quy đồng cộng tử dư mẫu là nó ra như thế đó các em. Và bên phải nó sẽ bằng bên trái. Giờ các em nhìn cái vế trái của cái đề là cái này. X cộng 1 phần X cộng 2 trên X cộng 3. Rồi hai phân số bằng nhau mà mẫu giống nhau rồi thì cái tử nó phải bằng cái tử. Hai phân số bằng nhau rồi mà mẫu giống nhau thì tử buộc phải bằng nhau ha. X bên này là 1 nhân x, còn 1 này là hệ số tự do. Vậy từ đây các em suy ra là gì? A cộng B bên này nè. A cộng B phải bằng 1. Rồi 3A cộng 2B cũng phải bằng 1. Rồi các em dùng chức năng giải hệ phương trình ở trong khóa học V81. Các em tìm A và B cho thầy. A sẽ bằng gì? 1, 1, 1, 3, 2, 1. A sẽ bằng trừ 1, B sẽ bằng 2. A bằng trừ 1, B bằng 2 kìa. Các em ngẫm nghĩ đó, ngẫm nghĩ tới, ngẫm nghĩ lui rồi giải. Hai đa thức này bằng nhau thì các hệ số tương ứng phải bằng nhau. Người ta gọi là đồng nhất. Đáy 1, đáy 6 thì đường trung bình sẽ là 3,5. À, bằng đường cao luôn, vậy đáy 1. Tổng hai đáy là 1 cộng 6 là bằng 7 nhân chiều cao là 3,5 chia đôi 12,25, diện tích là 12,25. Con rắn hình bình hành ABCD có góc D bằng 30 độ, AD bằng 8,
DC 7,5. Rồi cũng dễ thôi kia. Thầy vẽ nhanh cái hình nè. Ta vẽ hình bình hành. A, B, C, D. A, B, C, D. Có đèn 30 độ. Một cạnh bằng 8, một cạnh 7,5. Thầy giảng nhanh nha, nghe nè, góc D bằng 30, AD bằng 8, DC bằng 7,5. Bây giờ các em kẻ đường cao từ A. Rồi kẻ đường cao từ A. Chưa được vuông lắm, đường cao là phải vuông góc rồi. Rồi thầy xóa cái này đi, chỗ này vuông góc em nhé. Như vậy là một tam giác vuông, em nhìn cái tam giác AED là tam giác vuông có một góc là 30 độ, thì theo khóa học V82 thầy đã dạy đó chính là nửa tam giác đều, nhớ không? Tam giác AED là nửa tam giác đều. Có AD là cạnh 8. Vậy AE sẽ bằng nửa cạnh. Tức là nó sẽ bằng 4. Các em coi lại khóa học V82 nha. Vậy AE bằng 4. Thì bây giờ diện tích của hình bình hành này sẽ bằng 4 nhân 7,5. 4 nhân 7,5 thì bằng 30. Trả lời con chuột cho x là số nguyên thỏa mãn điều đó. Các em tính cho thầy 7 mũ x cộng 2 bằng 49, thầy ghi là 7 mũ 2 tất cả mũ x cộng 2. Như vậy là 7 mũ x cộng 2 sẽ bằng 7 mũ 2 lần x cộng 2. Từ đây suy ra x cộng 2 sẽ bằng 2 lần x cộng 2. Giải bài toán này các em sẽ có là x bằng trừ 3, đúng nhỉ? X cộng 2, x cộng 2, x sẽ bằng trừ 2 nhé, xin lỗi, x bằng trừ 2 các em. Tự giải đi. 2x trừ x là x. Còn 2 trừ 4 là trừ 2. Như vậy là 9 mũ x cộng 2 là bằng 9 mũ 0. 9 mũ 0 thì bằng 1. Con cọp. Một hình chữ nhật có một cạnh là hai phần. Một cạnh của hình chữ nhật là hai phần. Thầy gọi là 2x. Cạnh còn lại là 7 phần, thì gọi là 7x. Thì nhân nhau là ra diện tích là 350. Từ đây x bình phương sẽ bằng 350 chia 9 là bằng 350 chia 9. Đâu, chia 14 nhé. 2 nhân 7 14 mà. 350 chia 14 là bằng 25. Từ đây suy ra x bằng 25. X bằng 25, vậy hai cạnh sẽ bằng bao nhiêu? Một cạnh là hai phần. Xin lỗi, x bằng 5. X bình 25, x bình 5. Một cạnh là bằng 10. 2 x 5 là 10, một cạnh là 35. Đó. Lúc đó chu vi sẽ là gì? Chu vi sẽ là 10 cộng 35 nhân đôi. Tức là 90. Lúc đó cạnh hình vuông, cạnh hình vuông sẽ là 90 chia 4 là bằng 22,5.
thì diện tích của hình vuông sẽ là 22,5 bình phương, là bằng 506,25 kìa. Cạnh vuông có rồi thì diện tích hình vuông sẽ là 506,25 thôi. Vậy thôi. Rồi ta trả lời còn 4 câu nữa. 4 số 7 thì sẽ tạo thành số có đuôi là 1. 4 số 7 thì nhân lại 7 x 7 là 49, 99 là 81, vậy đuôi bằng 1. Cứ 4 số 7 là hợp thành số có đuôi bằng 1. 7 mũ 36 là 36 số 7 thì chia thành 9 nhóm, mỗi nhóm 4 số 7 là ra 1 hết. Vậy đuôi ra 1. Cái này thầy giải nít 2 rồi các em nha. X sẽ bằng 10, 13. Quay lại nít 2 coi. Giá trị của x thỏa mãn đẳng thức này. Rồi các em phá bằng tay ra mà giải ra cái gì đâu mà. Trừ x cộng 2. Cộng 2 trừ x. Như vậy là bên trái là bằng trừ 2x cộng 4. Bên phải là 2x cộng 2 trừ x trừ 22 cộng x. 2x cộng 2 trừ x trừ 22 cộng x. 2x cộng x là 3x. 3x trừ x là thành 2x. 2 trừ 22 là trừ 20. Vậy là ta có 4x. 4x bằng 24. Vậy x bằng 6 em. X bằng 6 nha. Rồi còn câu nữa. Này thì tao bấm máy thôi. 60 1 trên 2 cộng 1 trên 3 cộng 1 trên 4 cộng 1 trên 5 cộng 1 trên 6 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 1, 6 nhân 60 87. Rồi. Các em nhớ đăng ký cái khóa học V83 ngay lập tức đi ha. Các em đăng ký lúc nào cũng được, sẽ được học lại từ đầu, học đầy đủ các bài tập nha. Chứ không phải là người ta học trước rồi mình học sau là không có được học đâu. Đừng có hiểu vậy ha. Học trên mạng là nó khác với học ngoài trường. Các em đăng ký học lúc nào cũng được học lại từ đầu hết. Vậy nha. Để coi thử cái vòng huyện bảng A này thi khó không. Rồi thầy sẽ có khả năng thầy sẽ ra khóa tiếp theo giúp các em thi tỉnh tốt hơn nếu như các em đã thi vòng huyện thành công. Hẹn gặp lại ở vòng thi số 15, vòng thi số 16. Bye bye.